tiếp tục đi cắm câu đêm nha mọi người. Mình chuẩn bị làm cái cần giật tay nhá. Thấy cá mà đã thấy bất ngờ ra rồi. Trời, giờ hết đít rồi. Nhanh đi cô. Đây, mang xuống dưới đi. Chuyển ra đây một cái. Bụi rậm rậm thế này cá nó mới ở này. Chiến bên kia một cái, tao chiến này một cái. Mắc cái gì đây ta? Xem tôi nó có nhìn chị bộ mình thế nên cái này cắt khô đi nè bộ mình nhìn chị nên là à, chỗ nó đẹp nó đừng prun nó đẹp đấy.
hiệu bề quận năng mét đây. Đấy, cho nó xuống đây cái. Hên xui nhá mọi người. Không biết nó có dính hay không nhá. Đập prun đó. Bên prun đó. Rồi mình sẽ dừng video, mình đi cắm hết câu á. Tối mình đi thăm rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Muốn lượt nha. Câu khăn tay tự chế của mình ở đây nha. Rồi có cá không nha. Cá nhập vào cho cá nhập mọi người. Mày. Ô cá chặt cá chặt cá chặt. Được con cá chạch. Ô. Hả mạng nó bơi. Cú bơi. Cái bạc cá đây. Bê cái mạng căn nữa bê. Nhại năng luôn. Cắp có lên này, cắp nó cái cây mạng ở nó. Bê nó. Bê. Chặt, chặt áp. Em chạch đấy nha, đây, to ấy. Đấy, khá to nha. Mà cắt ra bên á. Thảo nhấp 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 này nha mọi người. Biết con cá đang tắm nó rỉ nha, nhấp 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 thảo. Kéo lên thì khỏi nha. Nó còn tông ra đi. Thì quăng lại nha. Ngoài này mới hai gần 20 phút. Không thấy độc tịch. Mình sẽ chuyển chỗ khác ngồi nha. Sẽ chuyển xuống dưới ở chỗ bụi bụi để mình ngồi nha. Coi có cá không nha. Bye.
Phải đẹp thế này mà không có cá. Cần chắc dính rồi nha. Dính cả chặt nữa. Này. Này này, chặt nữa nha. Chặt chặt ha. Cái phao của mình mới không thấy mà. Cá chặt nữa. Toàn là cá chặt không nhá. À. Con cá nào hết rồi. Xùi quá. Nè cái nội Bluetooth mình. Bluetooth. Ông ấy nặng bếp đó. Ông ấy quay đó. Chạy tay luôn. Đi về nhá. Không có cá mà. Bữa nay nghèo rồi, không có cá. Rồi. Ừ, còn mấy con, 5-6 con cá chặt. Cú bê đây. Đây, cú bê đây. Đây, thành quả nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Toàn là cá chặt không.